Ngày 13 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lập. Trên 180 vận động viên là cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc lực lượng kiểm lâm Lào Cai đã tham gia thi đấu ở 3 bộ môn, gồm chạy, kéo co và bóng chuyển hơi. Giải đấu là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, tạo không khí vui tươi, đồng viên cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc lực lượng kiểm lâm Lào Cai thêm yêu ngành yêu nghề thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện tốt lời dạy của bác hồ khỏe để bảo vệ rừng ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu sôi nổi hấp dẫn các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm công hiến cao